Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ dẫn cho tất cả anh em nhận 10 đô miễn phí từ một cái website Tradewell Wallet nha tất cả anh em. Đây là một ví là như là một cái website đầu tư thân các bạn. Thôi 10 ít này sau khoảng 5 ngày bạn có thể rút về được nha các bạn. Đây thì không cần con này không cần đầu tư gì hết cho các bạn. Rồi để tham gia giá ông clip phần đi mô tả mình đăng ký một tài khoản nha. Các bạn bấm vào nút đăng ký nha các bạn. Đây thì kèo này hoàn toàn free nên các bạn đăng ký một cái tài khoản đi. Có rút được thì rút. Rồi đăng ký được tên tài khoản các bạn tự đặt tên các bạn email mật khẩu xác nhận mật khẩu rồi bạn nhấp vào tôi không phải là người máy. Rồi các bạn chờ lót chúng các bạn. Rồi bạn bấm vào nút đăng ký. Rồi tôi về này đi bên. Rồi các bạn vào mail mà confirm nha các bạn. Đù. Các bạn mở mail ra nè. Các bạn nhớ cho mình xin một like và đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Tradewell Wallet này gửi về cho bạn, gắt cái mail gửi về rất là mau luôn các bạn. Ai góp dễ cho mình nhóc. Rồi bạn mở mail lên nè. Cũng không bao nhiêu. Rồi các bạn nhấp vào cái mục này để đăng nhập nha các bạn. Rồi các bạn bấm vô get to you account nha các bạn. Rồi đã xác minh con này sao kỹ tới nó lót vậy ta. Rồi đây thì có hình thức nhận thưởng là ví Bitcoin này nọ các bạn nhấp vào nha bạn. Các bạn muốn chọn cái đồng nào thì các bạn chọn nha bạn. Các bạn nhấp vào đây nè. Chọn ví nha các bạn. Mình thì chọn ví ETH nha bạn. Còn các bạn nào muốn Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, đồng Tron, đồng Ether, Colossus, thì sao tôi đúng như nè bạn. Mình thì chọn ETH, Ethereum nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nhận thưởng nha các bạn. Thành công tiền thưởng đã được ghi. Rồi các bạn đi tới nè. Con này nó sao kỹ đến hơi lát chút các bạn. Rồi đây thì nó sẽ cộng tiền lãi đầu tư của ETH của mình hàng ngày nè các bạn. Rồi một wallet đâu, ví của tôi bạn điều khiển, một ví của tôi. Đây là cái một bút tiền các bạn ơi. Này tất cả anh em sau 5 ngày anh em bấm muốn rút tiền phải không? Anh em bấm vào một quỹ bỏ nè anh em, tất cả anh em. Rồi anh em nhập cái địa chỉ ví ETH của tất cả các bạn, bạn nhập vào một xác nhận nha tất cả các bạn. Đây là bạn có thể hủy và nhận lại số tiền đã đầu tư từ 10% hủy quý khoản trong thời gian đầu tư tối thiểu là 5 ngày kể từ khi tiền cuối cùng của bạn. Nghĩa là mình đầu tư trong vòng 5 ngày mình có thể rút ra nha các bạn. Đây nó tặng mình 5 ngày mình có thể rút được không các bạn. Nếu rút được mình làm cái video thông báo cho tất cả các bạn nha các bạn. Đây thì các bạn như việc lấy liên ghép chia sẻ bạn bè cho người thân. Các bạn bấm vào một chi nhánh nè. Rồi các bạn lướt xuống các bạn. Rồi các bạn copy cái liên ghép này mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để tăng tốc độ tiền lãi các bạn nghe bà con. Để video mình kết thúc các bạn. Các bạn nhớ cho xin một like và đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.